Tủ lạnh nội địa Nhật trưng bày giá rẻ. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một mẫu tủ lạnh hàng nội địa của Nhật đến từ thương hiệu Mitsubishi. Hàng trưng bày được sản xuất trong năm 2023 mà giá rất là hợp lý luôn. Và giá cụ thể là bao nhiêu chúng ta sẽ cùng theo dõi vào cuối clip các bạn nhé. Bên ngoài thì chúng ta thấy đây là một mẫu tủ được hãng họ sản xuất màu trắng ngọc trai, nhìn rất là đẹp. Như tôi đã từng chia sẻ đến các bạn á, thì là hai cái gam màu mà lý tưởng nhất để chúng ta sử dụng lâu dài. Đấy chính là hai cái gam màu sáng là màu vàng sâm banh và gam màu trắng. Khi mới nhìn thì nó không bắt mắt, thế nhưng càng nhìn chúng ta càng dùng chúng ta sẽ càng thích nó. Tại vì nó sẽ sáng nhà cho chúng ta một cái tâm lý thoải mái. Thứ hai nữa là nó sạch sẽ, không bám vân tay. Nó không như các cái gam màu tối. Đành rằng thì các cái gam màu tối khi chúng ta mới nhìn ấy, nó sẽ rất là bắt mắt. Thế nhưng mà tôi tin chắc rằng những nhà khách hàng mà đã đang dùng gam màu tối rồi, các bạn cũng sẽ thấy những cái điểm hạn chế như tôi đang chia sẻ. Đấy chính là gì ạ? Là rất bám vân tay, đúng không ạ? Và tối nhà. Tôi tin chắc rằng khoảng 90% tất cả những khách hàng mà đang dùng những cái tủ gam sáng màu này thì đều rất thích cái gam này, gam màu này, đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Đây là một mẫu tủ được trưng bày trong năm 2023. Một model mới nhất của Mitsubishi, nên được hãng họ trang bị rất nhiều những công nghệ hay các bạn nhé. Đây là bảng điều khiển của tủ này. Chúng ta nhìn bên ngoài này, chúng ta ấn vào nút menu này, chúng ta sẽ thấy có một cái bảng điều khiển nó hiển thị ở trên này. Nhìn rất là xịn sò đúng không ạ? Ngay khi nó hiển thị chúng ta sẽ thấy ngay ở một cái nút đầu tiên này là một công nghệ mới. Đấy chính là công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo. Với công nghệ AI này nó sẽ là một cái hệ thống các con cảm biến thông minh. Nó ghi nhớ hành vi người dùng để làm sao mà nó cho những cái chế độ bảo quản đồ ăn tốt nhất theo như cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, và nó tiết kiệm điện nhất các bạn ạ, thay chúng ta làm rất nhiều việc. Còn chúng ta muốn điều chỉnh thủ công thì nó sẽ là ở bên này. Đấy, với cái bảng điều khiển của con Mitsu này chúng ta không cần biết chữ, chúng ta vẫn có thể không cần biết chữ Nhật thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Đấy, chúng ta cứ đi ấn mà đèn sáng ngăn nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh độ lạnh của ngăn đó. Cái này thì tôi sẽ có bản dịch tiếng Việt và clip hướng dẫn các bạn nhé. Rất là đẹp nhé. Thiết kế của cái tủ Mitsu thì nó luôn là thiết kế kính tràn viền, tạo cho chúng ta những cái góc cạnh nhìn nó rất đẹp và khỏe khoắn. Bên cạnh đó thì những cái mẫu tủ đời mới thì nó sẽ làm những viền mạ chrome ở khu vực này rất là nhỏ, thanh thoát, đúng không ạ? Không thể có điểm trừ ở cái điểm thẩm mỹ của mẫu tủ Mitsubishi này. Quá đẹp luôn. Chúng ta sẽ xem về nội thất nhé. Vì nó là một mẫu tủ trưng bày, thế nên độ mới của nó là 99,9%. Chỉ thiếu thùng xốp thôi. Thực sự rất đẹp các bạn ạ. Nội thất của con tủ Mitsu này thì tất cả nó sẽ làm là khay kính chịu lực toàn bộ, nên chúng ta nhìn thấy nội thất của nó rất là sang trọng. Với cái thiết kế khay kính này thì nó sẽ cho chúng ta cái độ mới lâu hơn, nó không bị xước như các khay nhựa. Các cái ly lông màu xanh bảo vệ cái viền inox thì họ còn chưa bóc vì nó là hàng trưng bày mà. Tất cả các cái khay đợt thì đều còn như mới, chưa có dấu hiệu của việc sử dụng. Chắc chắn nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của những khách hàng kỹ tính nhất. Khay này chúng ta có thể kéo ra kéo vào được. Đây là một cái đế nhựa để chúng ta che chân. Dung tích của mẫu tủ này thì là 470 lít. Kích thước chiều ngang là 65, chiều sâu là 70 và chiều cao là 1m7. Với dung tích 470 lít này thì nó sẽ phù hợp cho một cái gia đình khoảng 5-6 người dùng là thoải mái luôn. Khu vực khoang trên này thì chúng ta sẽ để đồ ăn chín, nước uống và quả các bạn nhé. Bên dưới này thì sẽ được trang bị là một ngăn đá rơi, một muôi để múc đá này. Mở cái tủ ra thơm phức mùi nhựa luôn các bạn ạ. Ngăn đá rơi này thì chúng ta lưu ý đừng để các cái đồ vật vào trong này nhé, chỉ để đá rơi thôi. Bên này là một ngăn đông nhỏ, thì khoang đông nhỏ này chúng ta có thể điều chỉnh về đông mềm là âm 7 độ hoặc là đông cứng là âm 18 độ. Và chỉ Mitsubishi mới làm điều này thôi. Tại vì Mitsu thì họ thiết kế các khoang riêng biệt hoàn toàn như này. Với thiết kế các khoang riêng biệt như này thì chúng ta có thể điều chỉnh từng ngăn một. Và chúng ta cụ thể chúng ta có thể điều chỉnh được tổng là 6 ngăn của con tủ Mitsubishi này. Dưới này là một ngăn đông lớn để kem với sữa chua.
Một mẫu tủ trưng bày thực sự rất đáng để chi tiền. Tủ hàng lướt thì nhiều nhưng mẫu tủ trưng bày thì không hề có nhiều các bạn ạ. Tôi sẽ quay rất chậm để chúng ta xem, cái tủ nó quá mới luôn. Khoang đông lớn này chúng ta sẽ để thịt cá lâu ngày nhé. Bên dưới này sẽ là khoang mát để chúng ta để rau này. Và tất nhiên rồi sẽ được trang bị công nghệ vitamin LED để giả lập ánh sáng mặt trời, tạo vitamin cho rau. Được trang bị một cái khay có tráng ion bạc ở đây để diệt khuẩn. Với công nghệ vitamin LED này thì chúng ta bảo quản rau ở trong khoang này không những lượng vitamin không mất đi, mà trong một tuần đầu tiên nó còn tăng thêm được 18% nữa. Quá là tuyệt vời. Đây là một mẫu tủ có thể nói là gì ạ? Đáp ứng được các cái tiêu chí đầy đủ nhất. Đấy chính là về thẩm mỹ, đấy chính là về độ bền, và đấy chính là công nghệ. Với những mẫu tủ mà đáp ứng được đầy đủ tất cả những cái tiêu chí này thì chắc chắn với các bạn một điều rằng là chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ càng dùng là càng yêu nó hơn. Không bao giờ chúng ta muốn đổi nó. Chắc chắn cái điều đó các bạn ạ. Hiện tại bây giờ thì hàng đang có sẵn tại kho Nhật Bùi Huy. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp hoặc là gọi cho tôi để được tư vấn các bạn nhé. Thời điểm cuối năm này, nếu có một cái mẫu sản phẩm mà đáng để đầu tư thì đó chính là một cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm các bạn ạ. Nó là một sản phẩm mà rất đáng để chúng ta chi tiền. Cuối năm thì chúng ta sẽ có thời gian, điều kiện chúng ta ăn uống nhiều hơn. Đó. Và nước kiềm nó sẽ giúp chúng ta xử lý rất tốt về vấn đề sức khỏe. Các bạn cần tư vấn về sản phẩm, các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho tôi hoặc đến xem hàng tại kho Nhật Bùi Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.